Hello, xin chào các bạn nhé. Hai ông cháu Nhung Thuyền tiếp tục hôm nay nè. Xuống đây kiếm bữa ăn nhá. Kim ca các bạn này theo dõi ông cháu Nhung Thuyền nhá. Nào đi đi. Nắng ấm bữa nay xem có cá lên không. Làm lấy 3-4 con về nướng thôi, cần gì nhiều. Cái này có cá. Nó sửa từ ở đây. Làm ốc một cái con cá to bự nổi lên. Này được ăn thì được đốt. Cần lấy 3 con thôi, cần gì nhiều. 3 con có con thì 5-7 nặng, chán ăn cái gì. Nắng đẹp thế này mà không có cả ấm ấm nó không lên à. Ôi, ô, con gì kia? Trời ơi, tôi nói có sai đâu. Ui, xuống đây. Ui, mất rồi thôi. Không sao. Ui trời, một trophy khủng. Tao bằng bàn dép. Để vào chờ dưới cũng chết mất, để bên dưới ra. Nó nắng vào nó chết mất. Nằm 3 con thế thì đủ ăn cái gì mà. Ôi giời. Một cá mương, mương này gọi là thú vui nó ba miệt, nó gọi là mương cách, mương chúa. Mương chúa. Mương chúa của mình là đại cụ luôn. Chưa to hổng rồi. Chết nào. Không thấy quả dừa nữa. Dừa còn đấy. Có cá. Ơi. Ôi giời ơi, tí nó mất con cá. Riếc à, cái gì à? Chạy. Cũng mất tên. Ôi giời. À, chạy giói. Vượt lên trình. Mình chạy ra đi chú cái đống này đây. Đi chú cái đống này đi. Quái một cái nè. Hắn không chạy được, hắn lết xuống này. Đấy, con gì đây? Luffy. Tí nó tựa ra ngoài đó. Đéo mày.
chạy đây đâu đâu nữa nhỉ? Ủa có gì mà có gì gì kia không? Mở mở kìa. Ui giời ơi, tưởng mất cơ. Tí nó mất, nó nằm ở đâu nữa. Đấy đấy. Đấy. Vẫn lên. Đánh nó vào cái nào. Nằm đấy luôn. Để một tô cái này. Nước lên. Ủa thôi thôi mất thôi. Con gì ạ? Nó vẫn nằm ở đống đá. Ôi giời. Mất rồi. Đâu rồi nhỉ? Đây đây. Apple đây. Đây. Ôi giời ơi. Phải lên. Cái gì? Nấp được à? Nấp này. Ấn nút kia không chết. Con này, con này con đánh kỹ con mất đấy. Nó cái đống đá này mà. Một tôm nhau nha. Ăn con này trước á, phải ăn tôm. Lên thuyền đây đấy ơi, lên thuyền. Ui, ở đây một con nữa này.
ra chợ Hồ Tèo. Hello, xin chào các bạn nhé. Hai ông cháu đi làm về này, cá các bạn xem này. Đây cá to. Ấy, sao ôi, nó bắn. Thôi, chị, các bạn thấy hay nhá, nhớ cho ông cháu tôi xin một like, đăng ký kênh nhá. Và ấn chuông, xin chào các bạn, tiếp video khác, xin chào nhá. Đấy, cá thực tế đi làm về nhá.